Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trong giai đoạn này nóng lạnh thất thường, cơ thể con người không kịp thích nghi, đặc biệt là với những người mắc về bệnh lý tim mạch. Và chương trình Sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay thì chúng tôi xin được đề cập tới chủ đề mùa đông và bệnh tim mạch. Trước hết xin được giới thiệu các bác sĩ tham dự chương trình. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Tân, khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, trong khi chương trình được truyền hình trực tiếp thì quý vị và các bạn có thể gửi câu hỏi cho các bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại 02073822822. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn là số điện thoại này chỉ có hiệu lực khi chương trình đang được truyền hình trực tiếp. Và quý vị và các bạn có thể gửi câu hỏi vào fanpage của chương trình chúng tôi đang livestream trực tiếp có địa chỉ Tuyên Quang TTV. Và ngay sau đây xin mời các vị khách mời, quý vị khán giả cùng theo dõi clip sau đây. Bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch là bệnh của trái tim và mạch máu, gồm nhiều loại khác nhau như tăng huyết áp, loạn nhịp tim, bệnh động mạch vành, hẹp hở van tim, tai biến mạch máu não, suy tim, phình động tĩnh mạch, tắc nghẽn, xơ vữa động mạch. Bệnh tim mạch gây hẹp, xơ cứng và tắc nghẽn mạch máu, làm gián đoạn hoặc không cung cấp đủ oxy đến não và các bộ phận khác trong cơ thể. Từ đó khiến các cơ quan bị ngừng trệ hoạt động, phá hủy từng bộ phận dẫn đến tử vong. Các yếu tố nguy cơ tim mạch bao gồm những yếu tố không thể thay đổi được như tuổi, giới, di truyền. Các yếu tố có thể thay đổi được như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, béo phì, hút thuốc lá, lối sống căng thẳng và nhiều yếu tố nguy cơ khác. Theo thống kê, có khoảng 90% các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim cấp hoặc tai biến mạch máu não đều liên quan đến các yếu tố nguy cơ chính. Tuy nhiên, càng có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, khả năng mắc bệnh tim mạch càng nhiều, nhưng không đồng nghĩa là người đó chắc chắn sẽ mắc bệnh. Ngược lại, một người không mang bất kỳ yếu tố nguy cơ nào cũng không thể chắc chắn mình sẽ không mắc bệnh. Bệnh tim mạch có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, đòi hỏi sự điều trị và theo dõi cẩn thận, thậm chí là suốt đời, tốn kém nhiều chi phí. Vâng, và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ Tân ạ. Thời tiết nóng lạnh thất thường và đặc biệt là vào cái thời điểm hiện tại này. Có thể trong ngày là sáng cảm thấy nó hơi lạnh một chút thì là trưa lại cảm thấy nóng và chiều cũng nóng. Và tối thì lại lạnh và nhiệt độ nó chênh lệch như vậy. Thì vì sao nó lại ảnh hưởng đến hệ tim mạch ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Do cái thời tiết thay đổi nhiệt độ quá, cái biên độ nhiệt độ thay đổi quá lớn làm cái cơ thể con người là thích nghi với cái phản ứng với cái thay đổi nhiệt độ đó không kịp, đặc biệt là những độ tuổi cao như người già thì các cái bệnh lý xuất hiện, đặc biệt là bệnh tăng huyết áp là một bệnh lý tim mạch như suy tim hoặc bệnh lý mạch vành. Khi có nhiệt độ tăng lên hoặc giảm xuống đột ngột thì thí dụ như nhiệt độ giảm xuống đột ngột làm cho cơ thể mình các cái hệ vi mao mạch động mạch sẽ co lại làm cho huyết áp bệnh nhân tăng lên. Và khi huyết áp tăng lên thì các triệu chứng của bệnh lý như suy tim hoặc cơn tăng huyết áp hoặc là đột quỵ não dễ xuất hiện hơn so với những trường hợp mà trong cái giai đoạn của thời tiết ổn định nhiệt độ. Vâng, như bác sĩ Tân vừa chia sẻ, suy tim nó cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đặc biệt là trong thời điểm này. Và những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta thường nghĩ đến là suy tim, thưa bác sĩ Dũng? Kính chào quý vị và khán giả. Thì suy tim là cái bệnh lý rất hay mắc phải trong cộng đồng, mà đặc biệt là đối với những lứa tuổi mà cao tuổi. Đấy, thì nó suy tim được định nghĩa theo các tài liệu của thế giới, nó là cái thay đổi cấu trúc của quả tim và làm cho cái chức năng của quả tim thay đổi và giảm đi rất là nhiều. Đấy, thì sau khi cái chức năng tim giảm đi thì sẽ có những cái biểu hiện, trong đó những cái biểu hiện điển hình nhất đó chính là khó thở, đặc biệt là khi bệnh nhân gắng sức hoặc là về đêm thì sẽ xuất hiện khó thở tăng nhiều hơn. Thứ hai là bệnh nhân sẽ có xuất hiện triệu chứng tiếp theo, đó là phù, do tình trạng bơm máu của quả tim kém và sẽ làm cho cái lượng dịch, lượng máu ứ trệ trong cơ thể. Và tiếp đó thì bệnh nhân sẽ xuất hiện mệt mỏi,
Ngoài ra còn một số các cái triệu chứng kém điển hình hơn, giống như là bụng trướng, kém ăn, rồi hay hồi hộp mà ho, nhất là đặc biệt là ho nhiều về đêm. Đó là những cái triệu chứng thường gặp về bệnh nhân suy tim. Và bệnh nhân suy tim sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi trong cuộc sống. Vâng. Trong cái trường hợp mà suy tim thì cái diễn tiến của nó như thế nào ạ? Nó nhanh hay nó chậm? Trong trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào thưa bác sĩ Tân ạ? Vâng. Cái bệnh lý suy tim nó là một bệnh lý mãn tính. Nó sẽ diễn biến từ mức độ thấp cho đến cao. Đấy, nếu mà chúng ta không phát hiện ra cũng như là không điều trị thì cái diễn biến của nó sẽ tiến triển dần dần, nó sẽ nặng lên và dẫn đến cái kết cục cuối cùng của bệnh nhân đó là tử vong. Đấy, những cái triệu chứng khi phát hiện ra, đặc biệt là cái triệu chứng đầu tiên, nó là mệt mỏi và khó thở và tức ngực. Đấy là những triệu chứng rất là điển hình của suy tim. Đấy, khi phát hiện ra bệnh lý suy tim thì chúng ta cần phải có đến khám và điều trị và theo dõi tại các bác sĩ chuyên khoa, chuyên ngành nội tim mạch. Thì chúng tôi điều trị và có cái hướng đưa ra để cho bệnh nhân, một là điều trị thuốc, thứ hai nữa là các hướng dẫn các cái chế độ sinh hoạt, ăn uống để phù hợp với bệnh lý tim mạch. Vâng. Cùng với suy tim thì đột quỵ cũng là bệnh lý vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao nếu mà không được cứu chữa kịp thời. Hiện nay thì chúng ta có thể thấy là bệnh đang có cái xu hướng là trẻ hóa. Những người có độ tuổi từ 20 đến 30 cũng có khả năng mắc căn bệnh nguy hiểm này. Vậy bác sĩ có thể cho biết là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết được là sẽ bị đột quỵ. Vâng. Vâng. Đối với đột quỵ thì đột quỵ não thì người ta trong y học người ta phân ra làm hai thể. Thể thứ nhất là thể nhồi máu não, tức là tắc động mạch não. Thể thứ hai là thể này nhồi máu não là chiếm tỷ lệ cao nhất và trên 85%. Còn cái thể thứ hai nữa là thể xuất huyết não, đó là vỡ mạch máu não. Với những cái dấu hiệu thần kinh mà chúng ta có thể nhận biết được trong tại nhà, như là thứ nhất là có cái triệu chứng đối với đột quỵ não là gồm có triệu chứng thứ nhất là đau đầu. Thứ hai là bệnh nhân xuất hiện tê yếu, triệu chứng thần kinh khu trú là tê yếu 1/2 người. Và cái thứ ba nữa là triệu chứng nặng hơn, đó là bệnh nhân có thể mất ý thức, đó là hôn mê, không biết gì, nôn mửa và co giật. Đấy là những triệu chứng rất nặng của thần kinh, triệu chứng của đột quỵ não. Đấy. Về thứ hai nữa là đột quỵ tim mạch thì cũng là một, chủ yếu là cái vấn đề là nhồi máu cơ tim. Đó là triệu chứng khó thở là nhẹ, sau đó là đau ngực. Cái cơn đau của nó kéo dài từ 15 cho đến 20 phút mà đau vã mồ hôi. Và kèm theo có thể có những triệu chứng khác như là nôn hoặc là khó thở nặng và có thể ngừng tim tại chỗ, tức là ngừng tuần hoàn tại nhà đấy ạ. Phòng ngừa đột quỵ, không hút thuốc lá và tránh khói thuốc của người khác. Điều trị bệnh cao huyết áp nếu bạn bị bệnh này. Thêm một chế độ ăn lành mạnh, ít chất béo bị bão hòa, ít chất béo chuyển dạng, ít cholesterol và muối. Hãy năng hoạt động thể chất, giữ cân nặng của bạn trong tầm kiểm soát. Tuân theo các yêu cầu của bác sĩ về việc dùng thuốc. Kiểm soát đường huyết của bạn nếu bạn bị tiểu đường. Thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết thay đổi thất thường, đặc biệt là vào thời điểm này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tư vấn, những thắc mắc mà liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại đến cho chương trình qua số điện thoại 02073822822. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn một lần nữa là số điện thoại này chỉ có hiệu lực khi chương trình đang được truyền trực tiếp, hoặc quý vị và các bạn có thể gửi vào fanpage của chương trình có địa chỉ Tuyên Quang TTV. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được gửi câu hỏi của khán giả gửi đến cho các bác sĩ trong chương trình ạ. Vâng, có khán giả hỏi là: thưa bác sĩ, tôi năm nay 53 tuổi, cùng lúc mắc bệnh cao huyết áp, động mạch và bệnh tiểu đường, cần chú ý những gì trong sinh hoạt ạ? Vâng, xin mời tư vấn ạ. Vâng, đối với trường hợp mà bác là một bệnh nhân 53 tuổi, là bệnh nhân bắt đầu ở trạng thái là tuổi cao rồi ạ, thì cái bệnh lý tăng huyết áp, bệnh lý về mạch và bệnh lý tiểu đường là bệnh lý thường hay gặp ở những người cao tuổi. Thứ nhất là về cái chế độ sinh hoạt thì bác ăn các
thực phẩm, ít chất béo bão hòa, đặc biệt là các cái phủ tạng động vật không được ăn. Cái thứ hai nữa là về các cái bệnh, các cái thực phẩm nên ăn là những cái thực phẩm nhiều ở nguồn gốc thực vật như là dầu thực vật, hoặc là các cái ăn nhiều rau lên, ăn ít thịt điện. Và tiếp theo nữa là các cái sản phẩm mà liên quan đến đường, tăng gluco, thì ví dụ như là ăn những cái thực phẩm có nhiều đường huyết thì nhiều gluco thì không nên sử dụng để làm giảm cái đường huyết trong máu. Và cái chế độ sinh hoạt của bác thì cố gắng tập luyện thể dục thể thao đều đặn, và để đào thải cũng như là đốt cháy các cái sản phẩm dư mỡ thừa ở trong máu. Và tiếp theo nữa là cái bệnh lý về tim mạch tăng huyết áp của bác thì cần phải đến khám các bác sĩ về chuyên khoa tim mạch và theo dõi cũng như là điều trị thường xuyên. Nếu mà có những cái biến động gì bất thường phải đến ngay khám và điều chỉnh thuốc cho nó phù hợp. Như các bác sĩ đầu chương trình có chia sẻ thì bệnh lý của tim mạch thì thường liên quan đến cao huyết áp. Vậy xin bác sĩ cho biết là cái mối quan hệ giữa cao huyết áp và suy tim thì sẽ như thế nào? Thưa quý vị khán giả, thì đối với mối quan hệ giữa cái này thì đầu tiên ra sẽ phải hiểu biết là huyết áp nó là gì. Huyết áp nó là cái sự tăng cao huyết áp của tâm thu và tâm trương trong cơ thể. Đấy. Và cái nguyên nhân gây huyết áp thì gần như là 80-90% nó là vô căn. Đấy. Người ta đã ví tăng huyết áp như là một cái đại dịch của bệnh tim mạch, vì là hầu hết là cái số lượng người mắc và cái tỷ lệ mắc rất là cao, và cái công việc điều trị và phòng ngừa rất là khó khăn. Đấy. Thì huyết áp nó là một trong các nguyên nhân chính gây ra bệnh lý suy tim. Đấy. Làm và tăng huyết áp sẽ làm quả tim nó làm các cơ tim dày lên. Đấy. Sau một thời gian, sau khi cái áp lực của quả tim nó quá lớn thì cái cơ tim của bệnh nhân sẽ mỏng dần và gây ra tình trạng tiếp theo đó là bệnh lý suy tim. Và trong cái quá trình mà bệnh nhân đã mắc suy tim rồi thì huyết áp nó lại là một trong những nguyên nhân gây cho tình trạng bệnh nhân tiến triển nhanh hơn, nặng hơn. Và đặc biệt là trong cái quá trình mà bệnh nhân có vấn đề về suy tim hoặc là đột quỵ não. Và thì nó là một cái mối liên hệ rất chặt chẽ. Và nếu mà ra các quý vị khán giả hoặc là mình có người nhà thì nên đi đến các cái cơ sở y tế để thăm khám và uống thuốc và điều trị huyết áp thường xuyên và đều đặn. Vâng, khán giả có hỏi là bệnh phì đại tâm thất trái thì có phải là biến chứng của bệnh cao huyết áp không? Và bệnh này thì có nguy hiểm không, thưa bác sĩ ạ? Vâng, với trường hợp phì đại tâm thất trái, tức là buồng tim trái, tức là buồng tim mà tạo ra cái áp lực động mạch cho bệnh nhân mà phì đại ra, thì nó có nguyên nhân phần lớn là do tăng huyết áp. Còn một phần nữa là do có một số trường hợp bệnh nhân bị mắc một số loại virus gây ra viêm cơ tim, gây giãn cái buồng tim đó. Thì phần chính vẫn là tăng huyết áp thôi. Nhưng cũng vẫn có một số nguyên nhân là những trường hợp đặc biệt, đó là do hiện tượng viêm cơ tim hoặc là viêm do virus cũng như là viêm do vi khuẩn, nó làm cho buồng tim nó bị giãn ra. Vâng. Nếu mà trong gia đình mà có người bị cao huyết áp thì các thành viên khác thì có nguy cơ bị bệnh này không ạ? Thưa quý vị khán giả, thì đầu tiên chúng ta phải biết nó là tăng huyết áp, nó là một bệnh không lây và hầu như là vô căn. Một số nguyên nhân gây huyết áp thường sẽ liên quan đến bệnh lý về thận hoặc là các bệnh lý nghẽn về mạch. Do đó là đối với vấn đề của quý vị khán giả, nó là cao huyết áp có thể gây do thành viên khác thì hầu hết là sẽ không liên quan quá nhiều. Nhưng đối với một thành viên trong gia đình thì cái câu chuyện nó sẽ liên quan, đó là về chế độ sinh hoạt và ăn uống. Đấy, và các cái lối sống ví dụ không lành mạnh như là uống rượu, hút thuốc, hoặc là ví dụ gia đình có người trong gia đình cũng hút thuốc chẳng hạn, nó là một cái gọi là hút thuốc thụ động đó. Thì những cái đó là những cái nguyên nhân thuận lợi gây cho bệnh lý tăng huyết áp đối với lại các thành viên trong gia đình. Đó là đối với lại một gia đình thì nên có một cái số lối sống lành mạnh. Tiếp theo là cái liên quan tiếp theo đó là về vấn đề ăn uống, đó là ăn uống nhạt hơn một chút. Tiếp theo đó là vấn đề là ăn uống không nên ăn quá nhiều các đồ dầu mỡ, đặc biệt là các đồ chiên rán mà có quá nhiều cholesterol. Thì cái đấy là nó sẽ gây ra tình trạng cho bệnh nhân và cả
trong gia đình, nó sẽ một cái yếu tố thuận lợi để cho bệnh nhân và cả trong người thân trong gia đình sẽ dễ mắc bệnh lý tăng huyết áp hơn so với lại các cái gia đình khác nếu mà người ta tuân thủ tốt hơn. Nhân câu trả lời của bác sĩ Dũng thì xin được hỏi thêm các bác sĩ, tức là đối với những cái chế độ sinh hoạt với những người mà cao huyết áp thì thường các bác sĩ lưu ý thế là chúng ta ăn nhạt. Vậy nói như vậy thì có phải những người mà huyết áp thấp thì chúng ta được ăn mặn không ạ? Không phải. Vâng. Đối với những trường hợp mà huyết áp cấp thì ta tìm thêm những cái nguyên nhân. Vâng. Nhưng nếu mà chúng ta cứ nghĩ là huyết áp thấp mà chúng ta lại ăn mặn vào là không tốt. Bởi vì biết đâu là bệnh nhân đấy là đang bị suy tim, chúng ta ăn mặn vào là làm cho bệnh nhân tí tim mạch tăng lên rất nhanh, nguy hiểm hơn rất nhiều. Nên không phải cái đấy, chúng ta cần phải có những cái sự tư vấn cũng như là khám xét trên một bệnh nhân cụ thể thì để có cái lời tư vấn nó chính xác hơn, chứ không không tự ý mà thay đổi chế độ sinh hoạt theo như thế. Với những cái bệnh nhân mà cao huyết áp thì như vậy, với những bệnh nhân mà thường xuyên bị tụt huyết áp thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào? Với bệnh nhân mà có tăng huyết áp mà thường xuyên có những cơn tụt huyết áp thì chúng ta cần phải theo dõi lại cái vấn đề, đặc biệt là dùng thuốc. Sợ rằng là có những cái liều thuốc nó hơi quá, không phù hợp với bệnh nhân làm cho cái cơn tụt huyết áp xuất hiện. Thì do vậy mà những trường hợp như thế phải cần phải khám đối với bác sĩ trị tim mạch, đặc biệt là phải xem, phải tư vấn về rất nhiều lĩnh vực như ăn cũng như là tư vấn về vấn đề thuốc làm sao nó phù hợp với bệnh nhân. Trong thời gian qua với cái thời tiết như thế này, tôi có nhận được khá nhiều câu hỏi với những bệnh nhân, với những khán giả, người ta có hỏi là tôi là tiền sử bị huyết áp rồi và hàng ngày thì tôi có đo huyết áp và có uống thuốc huyết áp, tuy nhiên thì huyết áp nó vẫn tăng trong cái thời điểm này, vậy thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào? Cái trường hợp như vậy thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều trong cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân đang có tiền sử tăng huyết áp mà đang rất ổn định trong giai đoạn trước đó, nhưng đến khi thời điểm đông lạnh đến thì bệnh nhân lại xuất hiện những cơn tăng huyết áp tăng lên rất là rõ mà dạng như huyết áp ác tính rất là nguy hiểm. Thì với những trường hợp này thì các bạn cần đến các cơ sở y tế có những bác sĩ chuyên khoa về tim mạch để chúng tôi khám xét, thứ nhất là xét nghiệm lại để chẩn đoán xem tìm thêm những nguyên nhân khác có thể gây tăng huyết áp và xem cái huyết liều huyết áp của bác có nó phù hợp hay chưa, thì lúc đó chúng tôi sẽ có những cái điều chỉnh cho phù hợp trên bệnh nhân đó. Chứ không tự ý ở nhà mà chúng ta tự điều chỉnh thuốc rồi đến lúc lại tụt huyết áp hoặc là một những cái sai sót gì đó, vì đây là cái rất nguy hiểm. Đấy, do vậy mà đề nghị các bạn nên đến các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên ngành nội tim mạch để chúng tôi khám và điều chỉnh thuốc cho phù hợp trên từng cá nhân. Trong cái trường hợp mà gia đình ở xa các cái trung tâm y tế thì chúng ta có thể xử trí là uống thêm thuốc được không ạ? Nếu mà trong trường hợp mà huyết áp tăng đột ngột mà xa cơ sở y tế thì chúng ta có thể uống thêm thuốc. Nhưng mà cái giải pháp đó chỉ mang tính chất tạm thời. Sau đó là chúng ta cố gắng đến các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên ngành nội tim mạch để khám và điều chỉnh cho nó phù hợp ạ. Vâng, có khán giả hỏi là nguyên nhân dẫn đến bệnh mạch vành và mối quan hệ của bệnh cao huyết áp là gì? Thưa bác sĩ Dũng. Dạ vâng, thì đối với lại vấn đề này thì xin trả lời quý vị khán giả, đó là đối với lại bệnh lý tăng huyết áp nó sẽ gây ra một cái trường hợp, đó là mạc xơ vữa sẽ xuất hiện trong cơ thể của bệnh nhân. Huyết áp nó là một trong những yếu tố có thuận lợi cho cái quá trình đó, và nó giống như là một cái quá trình tích lũy trong cơ thể. Vâng, thì mạc xơ vữa sẽ tích lũy dần trong mạch vành của bệnh nhân mà sẽ gần gây tắc dần và bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng ban đầu nó như là tức ngực, mỗi cơn tức thì có thể thoáng qua hoặc là có thể kéo dài nhưng mà nó sẽ không điển hình và rõ ràng, nên đó là sẽ là khó thở dần dần và tăng nặng lên và cơn đau ngực cũng sẽ kéo theo tình trạng đó. Thì đối với lại cái bệnh lý mạch vành thì huyết áp nó là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh lý mạch vành và cần hết sức chú ý, đặc biệt là những người mà có tình trạng tăng huyết áp lâu năm và không có điều trị đúng và đủ liều, hoặc là có các cơn tăng huyết áp kịch phát mà bệnh nhân không chú ý, thì đối với lại các bệnh nhân cao tuổi nó cũng là một cái yếu tố thuận lợi đối với lại bệnh lý mạch vành. Do đó là đối với bệnh nhân cao tuổi hoặc có tăng huyết áp thì nên đi khám và điều trị thuốc thường xuyên ở các cái cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế có chuyên ngành về tim mạch, đó là những cái phương án tốt nhất. Vâng, khán giả có hỏi là em đang có thai ở tháng thứ 5 và khi đi khám thì
Bác sĩ nói là bị tăng huyết áp, và em nghe nói gì tăng huyết áp trong cái thời kỳ này thì rất là nguy hiểm. Vậy xin lời khuyên của bác sĩ. Vâng. Khi chúng ta có thai mà mới đi khám, mới phát hiện ra tăng huyết áp thì trước tiên là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân đấy là tăng huyết áp do khi mang thai hay là tăng huyết áp nó có từ trước đó. Bởi vì có những cái bệnh nhân là người ta tăng huyết áp do cái bệnh lý trước đó thì phải điều chỉnh. Còn đối với trường hợp mà khi đã có thai mà mới tăng huyết áp thì vẫn cần phải sử dụng thuốc tăng huyết áp. Người ta ưu tiên là trong 3 tháng đầu cố gắng chưa nên dùng, và sau 3 tháng. 3 tháng thứ quý thứ 2 của thai kỳ ấy, thì chúng ta mới bắt đầu dùng cái thuốc tăng huyết áp. Và dựa trên cái khám xét và xét nghiệm theo dõi của bệnh nhân khi có thai thì chúng ta sẽ mới đưa ra cái hướng điều trị thuốc huyết áp cho phù hợp cũng như là liều. Và cái phương án theo dõi hàng tháng kiểm tra và cũng như là những cái cách nhận biết mà cái cơn tăng huyết áp đối với bệnh nhân khi xuất hiện cơn tăng này phải phát hiện như thế nào và xử trí và cũng như là đến viện sớm hơn để xử trí cơn tăng huyết áp đó. Một tác hại nguy hiểm thấy rõ là khi mà áp lực máu bị giảm thì các cơ quan như tim, não thì sẽ khó tụ đủ lượng oxy, đúng không ạ? Vì nó gây tổn hại nghiêm trọng bằng cái việc là góp phần gây nên các bệnh như tai biến mạch máu não rồi rồi máu nhồi máu cơ tim. Vậy bác sĩ có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này. Khi ngoài cái tăng huyết áp thì trong cái vấn đề mà tụt huyết áp thì cũng là một trong những nguyên nhân gây ra những cái biến cố về tim mạch cũng như là đột quỵ não. Thì với những trường hợp mà tụt huyết áp tụt với mức nguy hiểm thường là sẽ có nguyên nhân. Thứ nhất là do hiện tượng quả tim, do cái áp lực bóp quả tim quá thấp, có thể là do quả tim bị suy hoặc là bị sốc tim hoặc là những trường hợp thiếu dịch làm cho cái áp lực lòng mạch bị giảm đi. Thì khi áp lực lòng mạch giảm đi thì cũng có nguy cơ xảy ra những cái biến cố về tim mạch cũng như là não. Thế thì với những trường hợp đó thì bắt buộc các bạn cần phải đến cơ sở y tế ngay để điều chỉnh lại huyết áp ngay, chứ không tự ý ở nhà rồi là sẽ xảy ra những cái biến cố rất là nguy hiểm. Xin được hỏi thêm bác sĩ ạ, huyết áp thấp và nhịp tim nhanh thì có quan hệ với nhau như thế nào? Vâng, kính thưa quý vị khán giả, đối với huyết áp thấp và nhịp tim thì thường nó liên quan gần như là song hành với nhau. Bởi vì huyết áp thấp giống như bác sĩ Tân đã trả lời thì nó sẽ làm giảm áp lực trong lòng mạch của cơ thể của bệnh nhân. Để đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể về oxy và máu trong nuôi dưỡng, bắt buộc thì cái cơ quan của chúng ta nó là cơ quan tổng máu duy nhất, nó là quả tim. Thì sẽ phải hoạt động và có công suất tăng hơn và sẽ phải đập nhanh và mạnh hơn. Thì để mình đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể thì do đó thì sau khi huyết áp của bệnh nhân tụt thì thường hầu hết là các bệnh nhân sẽ xuất hiện tình trạng đó là nhanh nhịp tim sẽ nhanh lên. Ngoài ra thì một số trường hợp đó là một số bệnh nhân sẽ gặp cái trường hợp huyết áp thấp trong bệnh nhân nhịp tim chậm đi. Vâng, thì đối với những cái trường hợp như thế thì đề nghị quý vị khán giả và các bạn thì nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và để loại trừ các nguyên nhân về tim mạch. Vâng. Vì chúng ta không thể biết được là nguyên nhân huyết áp thấp do chính xác là do nguyên nhân là do vấn đề về tim mạch hoặc là do là nhịp tim hoặc là do các bệnh lý khác. Và những cái trường hợp như này thì rất là dễ xảy ra các biến cố về tim mạch như là tai biến hoặc là đột quỵ não hoặc đột quỵ tim. Đó là những cái nguyên nhân rất dễ gây ra tình trạng đột tử của bệnh nhân ở tại nhà. Do đó là câu chuyện là nên đến thăm khám thường xuyên, và khi có những cái biến cố bất ngờ như vậy thì quý vị khán giả nên đến các cơ sở y tế để có cái sự tư vấn tốt nhất. Trong trường hợp mà có những bệnh nhân mà có tiền sử là cao huyết áp nhưng mà khi do cái thói quen sinh hoạt có thể sử dụng một chút rượu và thì huyết áp lại tụt, nguyên nhân vì sao lại như vậy và trong trường hợp vậy thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào? Đối với trường hợp mà tăng huyết áp thì chúng tôi trong cộng đồng cũng gặp rất nhiều sau khi uống rượu thì ngay lúc thời điểm đó là bệnh nhân xuất hiện tụt huyết áp. Thì đó là thứ nhất là cái nguyên nhân là do bản chất rượu cũng làm khi vào cơ thể nó làm cho hiện tượng giãn mạch, cũng là một cái yếu tố gây ra hiện tượng tụt huyết áp.
Cái thứ hai nữa là khi có rượu vào cơ thể thì cái nhịp tim của bệnh nhân đập nhanh hơn. Và khi đập nhanh hơn thì cái lượng máu đổ đầy thất trái nó sẽ thấp hơn. Thấp hơn thì làm cho cái huyết áp của bệnh nhân sẽ giảm đi. Nhưng mà không vì lý do mà tăng huyết áp mà chúng ta uống rượu mà lại để giảm huyết áp đâu ạ. Mà chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ thì lúc đấy cái chiều đảo chiều ngay ạ, tức là sẽ xuất hiện cơn tăng huyết áp lại ngay. Mà tăng huyết áp lại là rất nguy hiểm. Do vậy rượu bia không phải là cái phương án mà chúng ta nghĩ đến cái việc để giảm huyết áp, mà nó cũng là nguyên nhân tăng huyết áp đấy. Nhưng mà sau đó, tức là sau cái cơn uống rượu sau vài tiếng, 6 đến 8 tiếng đổ ra thì lại cơn tăng huyết áp trở lại mà nó sẽ mạnh mẽ hơn so với trước đó. Đấy, cái này là cái mà chúng ta hết sức lưu ý. Nhiều người cứ nghĩ là chúng tôi uống rượu bia và thấy nó tụt huyết áp là cứ áp dụng, thế là rất là nguy hiểm cho cộng đồng. Đúng không ạ? Trong cái trường hợp mà bị tụt thường xuyên như vậy thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào ạ? Tức là phải theo dõi hay phải dùng thuốc hay là có cái chế độ sinh hoạt như thế nào để cho nó phù hợp ạ? Theo tôi là nên hạn chế uống rượu bia rồi. Thì mới không vướng vào tình trạng như vậy. Còn nếu mà bắt buộc rơi vào tình trạng đó thì các bác cũng phải đến cơ sở y tế để chúng tôi xử trí để làm sao mà tránh được cái đột quỵ, bởi vì lúc đó có cơn tụt huyết áp. Với những cái bệnh nhân mà huyết áp thấp thì sẽ có những cái triệu chứng như thế nào? Kính thưa quý vị khán giả, thì đối với huyết áp thấp thì triệu chứng đầu tiên thường gặp nhất đó là bệnh nhân rất hay chóng mặt và buồn nôn. Đó là những cái triệu chứng hầu hết là các bệnh nhân đều gặp. Tiếp đó là các triệu chứng bên ngoài giống như là chân tay của bệnh nhân sẽ lạnh đi do tình trạng là bơm máu đến các cơ quan ngoại vi như là tay chân hoặc là các cái bao mạch nó sẽ bị kém đi ạ. Tiếp đến là choáng và ngất là những cái triệu chứng nặng hơn. Và tiếp đó là bệnh nhân có thể một mệt mỏi, người bải hoài và buồn nôn. Đó là những cái triệu chứng thường gặp nhất của bệnh huyết áp thấp. Và nếu mà bệnh nhân hoặc là các quý vị khán giả có những trường hợp như vậy thì nó có thể là sơ cấp cứu bằng các cái biện pháp tự làm ở nhà, như là có thể dùng một chút trà gừng và sau đó là đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và có các cái biện pháp cứu trị kịp thời. Chứ không nên cố gắng là dùng các biện pháp dân gian ở nhà để cứu trị và của người nhà bệnh nhân, của người nhà mình. Bởi vì những cái trường hợp huyết áp thấp thì có thể có vô vàn các nguyên nhân. Và nguyên nhân hay gặp nhất nó là vấn đề về tim mạch. Thì nên có sự chuẩn bị để có tinh thần chúng ta đến các cơ sở y tế để mình có những cái cứu trị kịp thời nhất. Tức là khi mà huyết áp tụt thì chúng ta phải sử dụng trà gừng hay kẹo luôn phải không ạ? Và để có một số trường hợp nó xuất hiện, đó là ví dụ như một số bệnh nhân tiểu đường chẳng hạn. Người ta có những cơn tụt đường huyết thì cũng sẽ xuất hiện những cái trường hợp như vậy. Hoặc là một số bệnh nhân dùng thuốc huyết áp quá liều, hoặc là bệnh nhân có những tiền sử huyết áp nó đã có thấp rồi nhưng mà họ có những cái gặp những cái stress về tâm lý, những cái đấy thì cũng có những trường hợp rất hay gặp. Cái đấy chỉ là biện pháp tạm thời và gọi là tình thế khi gia đình không có khả năng đưa bệnh nhân đến viện luôn. Còn thực ra thì câu chuyện là chúng ta nên đưa bệnh nhân và người nhà mình đến viện để có những cái thăm khám và điều trị thích đáng nhất. Không, với những bệnh nhân mà huyết áp thấp thì cần phải lưu tâm gì ạ? So với các bệnh nhân mà huyết áp cao không? Đối với trường hợp mà bệnh nhân huyết áp thấp thì chúng ta cần phải tìm những cái nguyên nhân tại sao huyết áp thấp. Thứ nhất là huyết áp thấp do tại tim mạch hay là do ngoài tim mạch. Đối với trường hợp tại tim mạch thì thường thường là bệnh nhân do có hiện tượng suy tim, tức là áp lực tống máu của buồng tim nó kém thì chúng ta phải điều chỉnh thuốc. Cái thứ hai là ngoài tim mạch thì có thể do bệnh nhân thiếu dịch, tức là làm trong môi trường nóng hoặc là nhiệt, hoặc là môi trường thiếu, tức là bệnh nhân làm trong môi trường nóng sẽ mất dịch nhiều, hoặc là bệnh nhân bị đi ngoài phân lỏng kéo dài, cũng như là bệnh nhân bị nôn làm cho thiếu dịch trong cơ thể thì cũng làm cho cái huyết áp bệnh nhân sẽ thấp đi. Cái thứ ba nữa là cái áp lực keo trong lòng mạch máu thì giảm đi, cũng như là thiếu dinh dưỡng hoặc là do cái tổn thương ở thận cũng như là các cơ quan khác làm cho cái, tức là cái nồng độ
các axit amin cũng như là albumin trong máu giảm, làm áp lực keo trong máu giảm thì cái áp lực trong buồng tim cũng bị giảm, gây tăng tụt huyết áp. Chính vì những nguyên nhân đấy nên là các bạn cần phải đến cơ sở y tế để chúng tôi tìm cái nguyên nhân tại sao huyết áp thấp và đưa ra cái hướng xử trí cho nó phù hợp. Vâng, có khán giả 65 tuổi có hỏi là trước đây tôi hay bị đau nửa đầu. Vào năm 2022 thì tôi bị đột quỵ và chữa trị ở Bệnh viện Thần kinh Trung ương 2. Sau 6 tháng chữa trị thì tôi có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Và nửa thân bên trái bị yếu đi và khi sử dụng thuốc ở đây thì tôi thấy tăng cân rất là nhanh. Thời gian gần đây thì hay bị đau đầu trở lại và bác sĩ tư vấn giúp xem là cái chế độ ăn uống, sinh hoạt thế nào để không bị đột quỵ trở lại và có cách nào để không tăng cân nữa không ạ? Xin mời tư vấn của bác sĩ ạ. Đối với trường hợp của bác đã bị tiền sử là có đột quỵ não một lần và sau đó đã phục hồi được và vẫn để lại di chứng. Đấy, là cái đột quỵ này không biết là của bác là do là nhồi máu não hay là xuất huyết não. Bởi vì hai hướng đột quỵ đó thì đều có cái hướng điều trị là khác nhau. Những trường hợp nhồi máu não thì chúng ta phải điều trị theo hướng khác. Và nguyên nhân của nó như thế nào thì chúng ta phải điều trị theo thuốc theo cái hướng của nhồi máu não. Còn xuất huyết não thì phải điều trị theo hướng của xuất huyết não. Và gần đây thì bác xuất hiện đau nửa đầu lại và có biểu hiện tăng cân. Thì cái thứ nhất là đau nửa đầu lại thì cái này thì bác cần phải đến cơ sở y tế để chụp lại não xem có tổn thương mới hay là tổn thương cũ. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai về vấn đề tăng cân thì xem là bác có thể bác dùng thêm các thuốc thực phẩm chức năng hoặc là thuốc đông dược, nam dược không. Và cũng như là các xem lại các cái chế độ sinh hoạt của bác, xem là ăn và các thực phẩm có nhiều chất béo không, và tập vận cũng như là chế độ vận động của bác đợt này có tập được nhiều hay không, hay là đợt này xuất hiện những cái triệu chứng thế nên bác không tập vận động nên cũng có thể là nguyên nhân gây tăng cân. Do vậy mà cũng cần đến các cái cơ sở y tế để chúng ta có cái thăm khám cũng như là tư vấn nó phù hợp trên chính bệnh nhân của bác. Và đặc biệt là bác đã có tiền sử tai biến một lần thì nên theo thăm khám và điều trị thường xuyên hàng tháng để tránh những cái biến cố tiếp theo xảy ra. Vâng. Với cái trường hợp mà bệnh nhân mà đến tuổi cao như này rồi, 65 tuổi rồi và lại bị hay đau nửa đầu rồi là đã có cái tiền sử là đột quỵ thì do hai nguyên nhân như bác sĩ Tân vừa chia sẻ. Vâng. Vậy bác sĩ có thể cho khán giả truyền hình được biết kỹ hơn đối với mỗi nguyên nhân thì chúng ta cần phải có cái xử trí cũng như là các cái chế độ sinh hoạt như thế nào ạ? Vâng. Đối với nguyên nhân của nhồi máu não là cái nguyên nhân đa số xảy ra trên bệnh nhân đột quỵ. Cái cơ sở sinh lý bệnh của bệnh lý này là do cái mảng xơ vữa trên bệnh nhân đó ở vùng các cái vùng mạch, đặc biệt mạch cảnh hoặc mạch não trên bệnh nhân đó xơ vữa và nứt vỡ sẽ hình thành các cái nút tiểu cầu, thế hình thành cục máu đông và di chuyển cục máu đông đó gây tắc mạch não thì tạo ra một cái bệnh lý đó là nhồi máu não. Với những trường hợp này thì chúng ta phải dùng các cái thuốc theo cái hướng là chống đông, kháng kết tập tiểu cầu, dùng dòng statin cũng như là duy trì huyết áp ổn định. Còn những trường hợp mà đột quỵ não cũng là nhồi máu não nhưng mà lại nguyên nhân do rối loạn nhịp tim thì chúng ta phải dùng kháng đông, kháng vitamin K hoặc là dòng thuốc mới bây giờ nó là NOAC, là những cái thuốc mà là chống những cái hình thành các huyết khối trong buồng tim mà nó di chuyển đến não. Thì đấy là vấn đề về nhồi máu não. Còn đối với trường hợp mà xuất huyết não thì là bản chất nó là do hiện tượng huyết áp tăng ác tính quá cái mức kiểm soát của cơ thể, nó làm cho vỡ các mạch máu não. Vỡ mạch máu não thì lúc đó cái hướng điều trị của bệnh nhân là kiểm soát huyết áp là cái chính và thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện sao phù hợp để cho huyết áp ổn định để tránh xuất huyết lần tiếp theo. Vâng, khán giả có hỏi là em năm nay 27 tuổi, em hay chơi thể thao nhưng mà em thấy là đau đầu và có cảm giác buồn nôn khi ăn một cái gì đó. Em không bị chấn động mạnh gì ở đầu. Vậy bác sĩ cho em hỏi triệu chứng này thì có liên quan gì đến não không ạ? Vâng, thì theo các triệu chứng của bạn Nam mô tả thì cái triệu chứng đó có thể liên quan đến về não. Nhưng mà đối với lại những trường hợp của một bệnh nhân trẻ như là bạn Nam này thì nên đến thăm khám các ở cơ sở y tế để cần thiết để chúng ta sẽ có những cái chụp chiếu về hình ảnh
để xác định xem bạn có vấn đề gì về dị tật về não không. Với một cái quan trọng hơn đó là nên kiểm tra về cả tim mạch nữa. Thì đối với lại những cái tình trạng thiếu oxy lên não thì cũng rất hay gặp ở người trẻ ở cái thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay là về ăn uống rồi về chế độ sinh hoạt nó không lành mạnh, rất là gặp ở các bạn trẻ thì hay ngồi bàn giấy hoặc là dùng máy vi tính lâu chẳng hạn. Và thì cái lời khuyên dành cho bạn là nên đi khám ở các cơ sở y tế, bởi vì đối với lại những cái triệu chứng đó thì sẽ gặp ở rất nhiều nguyên nhân, và não và tim nó là hai nguyên nhân có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, và nên có cái sự thăm khám và điều trị cẩn thận, không nên chủ quan. Vâng. Thưa bác sĩ, cháu năm nay 22 tuổi, cháu thường xuyên bị chứng đau đầu, đau nửa đầu hoặc đau một điểm ở trên đầu. Cháu hay bị chóng mặt, nhất là những lúc mà đứng lên sau khi ngồi lâu. Bác sĩ cho cháu hỏi những triệu chứng đó thì có liên quan đến đột quỵ không ạ? Vâng. Khán giả này có 22 tuổi thôi ạ. Vâng. Đây là một trường hợp rất là trẻ, có những cái triệu chứng về thần kinh, đó là đau nửa đầu và cũng đứng lên ngồi xuống là chúng ta thấy là có cái chóng mặt. Đấy, thì trước tiên là với trường hợp trẻ như này mà xuất hiện những triệu chứng thần kinh thì chúng ta cần phải có những cái khám xét nhất định. Thứ nhất là về xét nghiệm máu xem bệnh nhân có bị thiếu máu không. Tại vì những trường hợp thiếu máu là đặc biệt là đứng lên ngồi xuống là bệnh nhân khi đứng lên đột ngột là sẽ xuất hiện cái trường hợp là thiếu máu não đột ngột là gây ra đau đầu cũng như là chóng mặt. Đấy là một phương án. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân có cần phải chụp khảo sát về vấn đề hình ảnh của mạch máu não xem có dị dạng không. Và những trường hợp trẻ mà xuất hiện đau đầu thường xuyên thì là một cái đáng báo động và chúng ta cần phải khám xét về mặt hình ảnh. Nếu có trường hợp mà có những cái dị dạng về mạch não thì cần phải xử lý sớm, không là sẽ xuất hiện những cái tình huống đó là vỡ dị dạng mạch não, gây ra gọi là hiện tượng xuất huyết não đấy ạ. Cái này chúng tôi làm lâm sàng, bác sĩ lâm sàng cũng gặp rất là nhiều những trường hợp rất là trẻ đến viện là bị xuất huyết não, tìm ra nguyên nhân nó là chính là do hiện tượng dị dạng mạch máu não. Và cái này nó cần phải có một cái hướng xử trí phẫu thuật cũng như là can thiệp mạch não sớm để tránh xảy ra những biến cố đáng tiếc. Và cái thứ ba nữa là khi chúng ta đứng lên ngồi xuống mà tụt huyết áp như vậy thì còn thêm những nguyên nhân hiện tại là bệnh nhân đó có sử dụng thuốc gì không. Vì có một số thuốc nó sẽ gây ra hiện tượng tụt huyết áp tư thế, tức là khi người ta đang ngồi mà đứng lên đột ngột là gây ra tụt huyết áp đột ngột. Thì đấy là cái nguyên nhân có thể gây ra những hiện tượng tụt huyết áp đó, thì chúng ta sẽ loại trừ nguyên nhân đó. Đấy, do vậy mà những trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế có các cái phương tiện cũng như là bác sĩ có chuyên môn để khám, để xác định nguyên nhân, để giải quyết nguyên nhân đó. Với những cái trường hợp mà đau nửa đầu, đau thường xuyên, có cái tức là tôi muốn hỏi ở đây là cái cách đau thường xuyên như thế nào, hay là thỉnh thoảng chúng ta đau thì chúng ta cũng đã phải đi khám rồi ạ? Cái đau nửa đầu nếu mà trường hợp mà đau thường xuyên thì bắt buộc chúng ta phải khám rồi. Còn cái đau thỉnh thoảng đau thì chúng ta có thể tìm thêm một số nguyên nhân, nhưng mà tốt nhất là những đã có triệu chứng thần kinh thì chúng ta cần biết phải đến cơ sở y tế khám để phát hiện sớm, chứ đừng chờ đến lúc đau thường xuyên. Trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta có thể dùng giảm đau không ạ? Nếu mà trường hợp mà chúng ta không chịu được thì có thể dùng giảm đau, nhưng đấy là chỉ là phương án điều trị triệu chứng thôi, chúng ta không tìm ra nguyên nhân thì chưa giải quyết được. Tức là thấy nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta phải đi khám. Phải tìm nguyên nhân ạ. Vâng, khán giả có hỏi là tôi hay bị đau đầu, đau gáy, hốc mắt bị nhức mỏi, nhất là khi bị mất ngủ và uống 1-2 chén rượu nhỏ. Xin cho biết nguyên nhân và cách chữa bệnh như thế nào? Đối với trường hợp của bác thì có thể liên quan đến vấn đề về mạch não. Dùng các chất kích thích hoặc là đối với những trường hợp mà mất ngủ hoặc là các vấn đề về tâm lý chẳng hạn thì nó sẽ gây ra tình trạng giãn mạch não. Thì nó giãn mạch não sẽ gây ra tình trạng ứ trệ máu ở não và người ta gọi rối loạn tiền đình nữa. Thì sẽ gây ra đau đầu chóng mặt, nhưng nó chỉ là một những nguyên nhân hay gặp thôi. Còn các nguyên nhân khác giống như bác sĩ Tân đã trình bày trước thì có thể là các dị dạng mạch não hoặc là các nguyên nhân như là u não, hoặc là cần thiết chúng ta còn phải kiểm tra cả huyết áp nữa. Đó là những cái nguyên nhân hay gặp nhất đối với trường hợp của bác. Và đối với trường hợp như vậy thì câu chuyện đề ra chúng ta vẫn phải đến cơ sở y tế để chúng ta có cái sự theo dõi
Và để tìm nguyên nhân để gây ra cái tình trạng bệnh của bác. Vâng. Thì nếu mà chúng ta có tìm được nguyên nhân và điều trị một cách thích đáng thì nó sẽ là một cái sự kịp thời và may mắn đối với lại cả bệnh nhân và người nhà. Vì những cái trường hợp như của bác nó rất dễ có khả năng gây ra đột quỵ. Và nó là cái yếu tố khá là nguy hiểm. Nó là yếu tố gần như tiền triệu của các bệnh lý về tim mạch và não. Thì cần thiết là phải theo dõi. Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Những thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình này, xin mời quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại đến cho chương trình 02073822822. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn là số điện thoại này chỉ có hiệu lực khi chương trình đang được truyền hình trực tiếp. Và ngay sau đây thì chúng tôi tiếp tục truyền câu hỏi của khán giả gửi đến cho các bác sĩ trong chương trình ạ. Vâng, bác sĩ cho em hỏi là tình trạng dạo này em hay quên, mất tập trung, chuyện gì mới vừa diễn ra xong thì cũng đã không nhớ rồi. Vậy cho em hỏi triệu chứng đó là gì và nguyên nhân và cách điều trị như thế nào? Vâng, xin mời tư vấn của bác sĩ ạ. Vâng. Cái triệu chứng đó là triệu chứng chúng ta thường hay gặp, nó gọi là quên gần nhớ xa đấy ạ. Đây là bệnh lý về chức năng của hệ thần kinh. Những trường hợp này thì thường thường hay xuất hiện ở người già. Nhưng gần đây thì cũng có một số trường hợp là xuất hiện sau những cái, đặc biệt là chúng ta thấy rằng là những trường hợp của bệnh nhân bị sau nhiễm Covid đấy. Và với những trường hợp như thế này thì chúng ta cần phải đến khám tại bác sĩ chuyên khoa về thần kinh. Thì khi đó thì chúng ta sẽ được tư vấn và sử dụng thuốc theo đúng cái bệnh lý đó. Và không tự ý mua thuốc ạ. Riêng về vấn đề thần kinh chúng ta không được phép tự ý mua thuốc, bởi vì tự ý mua thuốc ở tại các quầy thuốc thì sẽ không có bác sĩ chuyên ngành sâu về thần kinh, và chúng ta uống vào sẽ rất là nguy hiểm và cần phải đến khám tại bác sĩ có chuyên khoa sâu về thần kinh. Với những lời quảng cáo của các nhà sản xuất, với những của các cái thực phẩm chức năng ạ, uống thuốc sẽ bổ não rồi chống mất trí nhớ, thì chúng ta có nên sử dụng những cái thuốc như thế không ạ? Cái này thì theo tôi là nên nghe lời tư vấn và cũng như là uống thuốc theo đơn của bác sĩ chứ không theo quảng cáo, bởi vì bây giờ là nói thật là quảng cáo thì chúng ta cũng không thể ai kiểm định được cái chất lượng của dòng sản phẩm đó. Do vậy mà chúng ta cần phải uống thuốc theo đơn và khám xét tại bác sĩ đúng chuyên khoa thì chúng ta sẽ được điều trị đúng bệnh cũng như là an toàn nhất và tránh những cái biến cố đáng tiếc xảy ra. Vâng. Khán giả có hỏi là tôi có thói quen hút thuốc, không uống rượu, nhưng thi thoảng thì uống một vài chai bia thì rất là đau ngực và khó thở. Cho tôi hỏi đây có phải là những dấu hiệu và có khả năng đột quỵ không ạ? Vâng, đối với vấn đề của bác thì cái hút thuốc đó là một trong những cái nguyên nhân rất hay gặp của bệnh lý mạch vành. Và đặc biệt khi bác bắt đầu uống rượu nó là, và bia nó là một cái thực phẩm kích thích, nó có thể gây ra tình trạng tụt huyết áp và sau đó là sẽ tăng huyết áp. Thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta sẽ thay đổi một cách đột ngột và liên quan đến vấn đề nuôi dưỡng của mạch máu trong quả tim. Nó sẽ liên quan đến vấn đề mà mạch vành. Và cái nguy cơ đột quỵ khi gặp cái trường hợp như vậy của bác là cũng là không phải thấp. Bởi vì hút thuốc nó là một trong những các yếu tố nguy cơ rất là cao của bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý mạch vành. Và tiếp theo đó là bệnh lý về đột quỵ não. Thì đối với những người hút thuốc thì nguy cơ mắc bệnh của bệnh nhân hoặc là của bác chẳng hạn, của bác quý khán giả thì nó sẽ cao hơn rất nhiều lần so với người bình thường. Và thì sau khi đã có những cái triệu chứng như vậy thì bác nên đi khám và kiểm tra về chuyên khoa tim mạch. Và thì để tránh cho trường hợp là chúng ta sẽ xảy ra những cái đột quỵ sớm và những cái điều đáng tiếc xảy ra thì nên đi khám. Có một khán giả là nữ 28 tuổi có hỏi, em làm việc văn phòng có áp lực công việc, vừa rồi thì bị tê trên đầu, ở mặt và ở tay ở bên trái, đã đi khám ở khoa thần kinh. Bác sĩ đã cho đi đo điện não rồi bị rối loạn vận mạch, chụp viêm xoang thì không có gì, chụp CT thì bình thường, uống thuốc thì vẫn còn có các triệu chứng đó và chuyển qua là đau nửa đầu ở bên trái, có cảm giác mạch ở trên đầu đập rất mạnh, giật. Có lúc thì thấy hồi hộp. Bác sĩ chẩn đoán là bị đau nửa đầu và đau dây thần kinh tam thoa. Đến nay thì vẫn đang điều trị thuốc theo đơn của bác sĩ, một tháng tái khám một lần và uống thuốc đều mỗi ngày. Và uống thuốc vào thì thấy đỡ, nhưng ngừng thuốc thì lại thấy đau. Vậy bác sĩ xin được hỏi bác sĩ, như vậy thì có nguy hiểm không và có liên quan gì đến bệnh lý tim mạch không?
Và điều trị bao lâu thì khỏi và có nguy cơ tái phát không ạ? Vâng, khán giả là nữ 28 tuổi. Bạn ấy có các cái chi tiết rất là rõ ràng. Xin mời bác sĩ Tân tư vấn cho khán giả. Vâng, vâng. Tôi thấy là những trường hợp như của bạn là gặp rất nhiều trong cộng đồng, đặc biệt là cái thời đại hiện đại. Thì chúng ta làm việc với cái máy tính rất nhiều giờ và làm việc với áp lực rất cao. Do vậy mà cái bệnh lý này thì thường hay xuất hiện những bệnh nhân làm việc văn phòng. Đó là hiện tượng căng cứng các cơ ở trên đầu và đau mỏi. Thì cái bệnh lý này thì chúng ta đi khám thì các bạn đã đi khám rồi, tức là đã về xoang thì không bị, chụp CT não cũng không có tổn thương, và đo làm điện não để có rối loạn vận mạch lưu huyết não. Thì cái này theo tư vấn của chúng tôi thì thứ nhất là cái đầu tiên đó là cái trong quá trình làm việc thì bạn cần phải có những cái sự thay đổi trong vấn đề vận động. Mình không nên tập trung làm với áp lực công việc trong một thời gian quá dài. Ít nhất là làm trong vòng từ 40-45 phút thì chúng ta cần phải có sự nghỉ ngơi khoảng từ 3-5 phút. Chúng ta vận động nhẹ nhàng một chút để làm giảm cái áp lực co cơ, đặc biệt là cái cơ vùng cổ và gáy, để làm cho căng thẳng cái cơ đó là làm cho bệnh nhân rất dễ bị đau đầu, đặc biệt là cái vấn đề vận mạch. Còn cái vấn đề mà bạn có nói hỏi là có bị vấn đề bệnh lý tim mạch hay không thì hình như bạn chưa đến khám bác sĩ tim mạch thì phải. Vâng. Cũng nên đến khám một lần để chúng ta biết là có bị bệnh lý về tim mạch hay không. Bởi vì là qua lời họ về qua giới thiệu về triệu chứng như vậy thì chúng tôi cần phải có những cái khám xét thực tế là siêu âm hệ thống mạch cũng như là đánh giá chức năng của tim xem có vấn đề gì không. Đấy cũng là một cái phương án để mình loại trừ các bệnh lý khác. Cái vấn đề chính của bạn đó là cái công việc, mình làm sao mà giảm cái áp lực cái công việc mà vừa làm vừa mình vận động để làm giảm cái sự căng thẳng cho cơ thể. Với ngồi lâu và ở một tư thế mà làm áp lực cao với máy tính thì cái bệnh lý này rất hay gặp trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ mà là trong cái môi trường làm việc hiện đại như ngày nay. Vâng. Bạn có hỏi là điều trị bao lâu thì khỏi và có nguy cơ tái phát không với những trường hợp như thế này ạ? Vấn đề này là thay đổi chế độ sinh hoạt là chính, thì chúng ta sẽ thay đổi được triệu chứng. Và nếu mà không thay đổi chế độ sinh hoạt thì đương nhiên là cái triệu chứng nó vẫn còn, thì chúng ta sẽ điều trị rất là lâu. Vâng, khán giả có hỏi là tôi năm nay 60 tuổi, vừa bị tai biến một lần và biểu hiện là tê và liệt nửa người ở bên phải, trí nhớ thì suy giảm. Gia đình đã đưa tôi đi cấp cứu và qua cơn nguy hiểm và đi lại được. Tôi đã điều trị ở bệnh viện tuyến huyện nhưng hiện tại thì tay chân rất là yếu và trí nhớ thì suy giảm, đi lại thì không được chuẩn, chụp CT thì có những cái tụ máu ở trong não để chẩn đoán là nhồi máu não. Theo bác sĩ thì cần phải điều trị tiếp theo như thế nào và sử dụng những loại thuốc gì? Và xin hỏi ý kiến của bác sĩ vào. Vâng, thưa quý vị khán giả, đối với trường hợp của bác khán giả này thì đầu tiên là chúng ta đã xác định là bệnh nhân vẫn còn đang trong giai đoạn là vẫn còn nhồi máu não. Đó là một cái đột quỵ não mà rất hay gặp và gây tái biến nhiều, đặc biệt là những cái vấn đề về sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân sẽ rất là ảnh hưởng. Và trong cái trường hợp này của bác thì nên điều trị tiếp theo và cần thiết ta có thể chuyển đến các cái tuyến y tế cao hơn để mình có những cái điều trị tốt hơn hoặc là sát thực hơn. Vì đối với lại cái tình trạng sau khi chụp CT của bác thì những cái cục máu của não của bác là nó chưa thoái chuyển, nó chưa là một cái tai biến cũ, nó chưa chuyển dạng thành một cái tổn thương cũ. Thì là trong cái cơn đợt cấp như vậy thì là cái điều trị là nên cần thiết và điều trị thêm cho đến khi mà bệnh nhân có các cái triệu chứng thuyên giảm dần. Tiếp theo sau khi chúng ta có cái điều trị ở các tuyến bệnh viện cao hơn thì sẽ đề ra một cái chương trình tiếp theo cho bệnh nhân, đó là cái tập phục hồi về chức năng. Tức là bệnh nhân sau khi mà đã tai biến rồi thì sẽ mất chức năng về cơ thể, giống như yếu liệt rồi đi lại rồi giảm trí nhớ, thì có các cái bài tập phục hồi chức năng dành cho bệnh nhân hoặc là các cái vấn đề dùng thuốc. Vâng, thì nó là những cái phương hướng sau này. Ngoài ra sau khi bệnh nhân đã ổn định và được tập phục hồi chức năng tốt thì cái câu chuyện là tìm nguyên nhân và dùng thuốc điều trị sau khi bệnh nhân đã ổn định nó là cũng là một cái sự rất cần thiết để tránh cho trường hợp tái biến về lần 2, lần 3 hoặc là các những lần về sau. Thì đối với lại trường hợp của khán giả này thì đầu tiên là nên điều trị tiếp theo và nên đưa đến các cái tuyến cao hơn để có cái điều trị về phối hợp giữa các chuyên khoa với nhau.
Vâng, khán giả có hỏi là tôi 56 tuổi, nặng 70kg, sức khỏe ổn định, tôi thường xuyên tập thể thao, không hút thuốc lá nhưng thỉnh thoảng thì có uống rượu. Gần nửa năm nay thì ngón tay út ở bên tay trái liên tục bị tê nhẹ, hiện tại thì vẫn tê, mặt khác thì thỉnh thoảng có dấu hiệu hoa mắt, cảm giác thấy nhiều ruồi bay loạn xạ trước mặt, không nhìn xa được, khoảng 3 đến 40 phút thì sau mới nhìn lại được bình thường. Và xin bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Thường ấy, trường hợp bệnh nhân trên 50 tuổi và có uống rượu và không hút thuốc lá thì với những trường hợp như này thì chúng ta cần phải có những cái xét nghiệm máu ngay. Thì thứ nhất là bệnh nhân có xuất hiện cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt, xét nghiệm máu thì đánh giá xem bệnh nhân có bị thiếu máu hay không là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đánh giá về các thành phần trong xét nghiệm sinh hóa máu, bởi vì bệnh nhân có cái sinh hoạt là hay uống rượu thì có thể xảy ra những tình huống đó là rối loạn về chuyển hóa mỡ lipid, hay còn gọi là dân gian gọi là mỡ máu. Cái đấy là thường xuyên gặp trên bệnh nhân uống rượu. Cái thứ hai, với những trường hợp mà xuất hiện những triệu chứng hoa mắt chóng mặt đó thì cần phải khảo sát về vấn đề mạch máu, đặc biệt là vùng mạch cảnh của não bệnh nhân, xem là có bị hẹp không. Bởi vì nếu trường hợp mà hẹp mạch máu não, mạch cảnh đấy thì cần phải có cái hướng can thiệp sớm cho bệnh nhân. Thì đấy là những triệu chứng tiền triệu của bệnh lý về mạch máu não. Thì chúng ta cần phải có cái thăm khám sâu hơn về hình ảnh mạch máu não và xét nghiệm máu. Vâng. Khán giả có hỏi là thưa bác sĩ, ba tôi bị tai biến lần 2 cách đây 2 năm và lần đầu thì bị nhẹ, lần sau thì nặng hơn. Hiện giờ thì ba tôi bị liệt tay phải và méo miệng, đi lại thì khập khiễng. Cho tôi hỏi hiện trạng của ba tôi thì có thể phục hồi như bình thường được không? Và để được như vậy thì điều trị như thế nào? Vâng, xin mời ý kiến của bác sĩ ạ. Vâng. Đối với trường hợp của quý vị khán giả thì cái đột quỵ não chúng ta đã biết nó là cái sự tắc mạch máu não trong cơ thể. Vâng, thì đối với những cái cục máu não như là đã trong cơ thể nó sẽ gây ra tổn thương, và không phải một tổn thương ở cái khu vực nhồi máu não mà nó sẽ lan ra một khu vực nhất định. Vâng. Thì để điều trị phục hồi hoàn toàn đối với một bệnh nhân đột quỵ não nó rất là khó khăn và cần nhiều công sức và kể cả kinh tế nữa. Vâng. Và cái mong muốn của gia đình là điều trị khỏi hoàn toàn thì sẽ rất là khó và hầu như là không xảy ra. Vì nó là một cái đã là tai biến rồi thì nó sẽ có những cái tổn thương cũ sẽ dành cho bệnh nhân, và thứ hai nó là sẽ có những cái triệu chứng sòn sót lại, ví dụ là yếu liệt người hoặc nói khó, hoặc là bệnh nhân đi lại rất là khó khăn, hoặc là có một số bệnh nhân nặng thì sẽ không đi lại được nữa. Vâng. Thì đối với câu chuyện muốn phục hồi là cực kỳ khó, và thứ hai là chúng ta nên có cái phương hướng điều trị tiếp theo để tránh những tai biến lần 3, lần 4. Đối với lại chính trường hợp của bố của bạn quý vị khán giả này. Vâng, khán giả có hỏi là tôi bị đau nửa đầu, ra đường chạy xe thì hay gặp gió là nhức hai bên sau gáy, và nhiều lúc thì thấy chóng mặt, buồn nôn và rất là khó chịu và không ăn uống được gì. Và lâu lâu thì cảm giác ngực ở bên trái hoặc bên phải nó nhói đau khoảng 5 giây, lặp đi lặp lại 2-3 lần trong một ngày rồi hết. Nằm nghiêng hai bên thì đều có cảm giác rất là khó chịu, như có vật gì đè vào ngực và rất là khó thở. Theo tôi được biết thì huyết áp của mình thì rất là thấp, và không biết thì có ảnh hưởng gì không, và xin bác sĩ tư vấn phải đi khám ở đâu để biết rõ mình đã bị bệnh gì. Với những triệu chứng của bạn như vậy thì đây là bệnh lý rất rõ là bệnh lý về tim mạch, cũng như là về cái trường hợp của bạn cần phải đến cơ sở y tế có chuyên ngành tim mạch để khám ngay. Bởi vì là bệnh nhân có xuất hiện những cái triệu chứng đau ngực, và đặc biệt là có cảm giác như đá đè ngực, thì đấy là những cái triệu chứng cần phải khám xét sâu về chuyên khoa tim mạch, và có thể kèm thêm những cái triệu chứng hoa mắt, chóng mặt hoặc đau nửa đầu nữa. Đấy là những triệu chứng về vấn đề mạch máu đấy ạ. Bạn cần phải đến cơ sở y tế có khả năng khám được về chuyên khoa về tim mạch để khám bệnh. Mười lời khuyên dinh dưỡng cho người cao huyết áp. 1. Hạn chế uống rượu. Người mắc bệnh cao huyết áp nhất thiết phải biết tiết chế trước rượu. Không nhiều hơn 3 chén rượu mỗi ngày đối với đàn ông và 2 chén với phụ nữ. 2. Không để cân nặng vượt chuẩn. Thừa cân là kẻ thù của tim và hệ huyết mạch.
Khi cân nặng vượt quá trọng lượng cho phép, đồng nghĩa với chứng cao huyết áp sẽ ghé thăm. 3. Cảnh giác với muối ăn. Chắc chắn rằng các bác sĩ sẽ khuyên nên cảnh giác với lượng muối đưa vào cơ thể. Bởi lẽ, một người mắc bệnh cao huyết áp chỉ nên nạp nhiều nhất 6 gram muối mỗi ngày. 4. Kết bạn với bơ thực vật. Nhất thiết phải tẩy chay các chất béo bão hòa trong thực đơn ăn uống và thay thế tối đa mỡ động vật bằng dầu thực vật. 5. Cẩn thận với thịt. Khi bị cao huyết áp, do phải hạn chế các chất béo bão hòa, nên tốt nhất là chọn những loại thịt càng nạc càng tốt. Hạn chế thịt bò, thịt lợn và thịt cừu, nên chọn cá và thịt gia cầm, nhớ bỏ ra. 6. Thân thiện với ngũ cốc nguyên vỏ. Đảm bảo nhu cầu bột dinh dưỡng của cơ thể, người bị cao huyết áp nên tận dụng các loại ngũ cốc toàn phần. Bên cạnh hàm lượng tinh bột ngũ cốc còn cung cấp một hàm lượng chất xơ đáng kể. 7. Lựa chọn phương thức nấu ăn an toàn. Cần chọn những cách nấu ít chất béo nhất mà vẫn đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng của đồ ăn. Tốt nhất nên làm chín thức ăn bằng phương thức luộc, hấp hoặc nướng, hạn chế tránh chiên xào đồ ăn. 8. Chào đón các đồ ăn ít béo. Nên chọn sữa đã được gặn kem, sữa chua không đường để sử dụng. Tốt nhất trong trường hợp có thể lựa chọn, nên nghiêng về những sản phẩm càng ít chất béo càng tốt. 9. Vận động. Các hình thức vận động cơ thể nhẹ nhàng rất cần thiết cho những người cao huyết áp. Nửa tiếng đi bộ nhanh mỗi ngày, đạp xe hay bơi lội là những hình thức vận động không hề quá sức chút nào. 10. Kết bạn thường xuyên với rau quả. Ai cũng biết rằng hoa quả và rau xanh là những đồng minh của một sức khỏe tốt. Vì thế chúng ta nên nạp đủ lượng rau xanh và hoa quả mỗi ngày cho cơ thể. Đối với những người cao huyết áp, nên bổ sung nhiều hoa quả chứa kali như hoa quả khô, chuối, vì kali là người bạn tốt của bệnh cao huyết áp. Vâng, và một câu hỏi cuối xin được dành cho hai vị khách mời, các bác sĩ trong chương trình ạ. Xin lời khuyên của bác sĩ, chúng ta cần làm gì để phòng bệnh tim mạch một cách hiệu quả? Trước tiên thì xin mời bác sĩ Tân. Vâng, để mà phòng bệnh lý về tim mạch một cách hiệu quả thì việc đầu tiên là chúng ta phải, với mỗi bản thân là chúng ta phải có một cái khảo sát ban đầu về tim mạch của chúng ta trước, xem có mắc bệnh lý tim mạch gì không, tim cũng như mạch cũng như tăng huyết áp. Để khi có cái khảo sát đó thì chúng tôi mới có một cái hướng đưa ra là tư vấn, ví dụ như bệnh nhân bị tăng huyết áp thì sẽ như thế nào, bệnh nhân về có tim bẩm sinh hoặc bệnh lý về tim mạch vành cũng như là suy tim thì nó sẽ phù hợp, sẽ có những cái tư vấn phù hợp. Nhưng nói chung về bệnh lý tim mạch, để có những cái phòng tránh những bệnh lý tiềm tàng thì chúng ta cần phải có những cái chế độ như sau. Thứ nhất là cái tập vận động là phù hợp với từng độ tuổi, cái đấy là cái rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là về chế độ sinh hoạt, thì chúng ta ăn thì những thực phẩm ít mỡ động vật, tức là các cái mỡ mà chất béo no đấy ạ, và tăng các cái sản phẩm từ thực vật lên, và hạn chế rượu bia và các chất kích thích, và đặc biệt là sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, tránh thức khuya nhiều, và đặc biệt là đối với thuốc lá thì chúng ta không được hút thuốc lá, vì đấy là những cái một trong những yếu tố nguy cơ. Và đặc biệt đối với những trường hợp mà mắc cái bệnh lý tiểu đường thì chúng ta phải cần tuân thủ, đặc biệt là chế độ ăn theo bệnh lý tiểu đường, cũng như là dùng thuốc phù hợp để ổn định đường huyết, để tránh những cái biến cố mà bệnh lý tiểu đường gây cho bệnh lý tim mạch, là hậu quả cho bệnh lý tim mạch. Và đặc biệt nữa là chúng ta bất kể ai đều phải đi khám sức khỏe ít nhất là 6 tháng một lần để đánh giá cũng như là điều chỉnh những cái biến động trong cơ thể, để tránh xảy ra những cái biến cố về tim mạch đáng tiếc. Xin mời ý kiến của bác sĩ Dũng ạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì đối với lại phòng bệnh và chữa bệnh thì nó là hai cái phương diện song hành với nhau, và lúc nãy thì bác sĩ Tân cũng đã đề cập đến câu chuyện về phòng bệnh. Đối với lại câu chuyện tiếp theo đó, chúng ta sẽ nói chuyện đến chữa bệnh. Thì sau khi mà chúng ta đã lỡ hoặc là đã không may mắc phải một cái bệnh lý về tim mạch, thì cái câu chuyện chúng ta đề ra thì nên đó là đi khám định kỳ thường xuyên, và thứ hai là tuân thủ điều trị thuốc đối với lại do bác sĩ đề ra, để chúng ta sẽ tránh được những cái tai biến tim mạch
tiếp theo, bởi vì khi mà chúng ta đã mắc bệnh tim mạch hoặc là kể cả bệnh lý về não chẳng hạn thì nó sẽ có một loạt các hệ lụy ở đằng sau và nó sẽ có những cái biến chứng tiếp theo, chứ không phải là sau khi chúng ta mắc một bệnh thì sẽ không mắc các bệnh khác. Và nó là một cái dự phòng các bệnh lý cần thiết đối với lại kể cả là trong xã hội và kể cả đối với người thân hoặc là kể cả đối với bản thân của bác sĩ cũng đều cần phải tránh. Là sau khi đó là hàng tháng thì sau khi đã được kiểm tra và kiểm soát thì cần thiết chúng ta phải phối hợp với cả người thân trong gia đình chúng ta để đầu tiên là điều trị cho bản thân mình trước đã. Đã điều trị đúng và đủ nó cực kỳ quan trọng. Và thứ hai là chúng ta sẽ nhắc nhở và cần thiết chúng ta sẽ có những cái lời khuyên đối với lại người thân trong gia đình để chúng ta tránh mắc là những cái bệnh lý giống như là chúng ta đã bị mắc phải. Đó là những cái cần thiết. Vì câu chuyện là bây giờ đối với lại xã hội như bây giờ thì rất là khó khi mà chúng ta gặp các môi trường sống của chúng ta bây giờ thì cái câu chuyện huyết áp hoặc là các bệnh lý tim mạch nó gần như là thường trực mà thì cũng không có gì nói thêm hơn được. Bởi vì bác sĩ Tân đã đề cập hết rồi và xin đề cập một chút nhỏ nhỏ đối với lại các bệnh nhân tim mạch và cần thiết cho chúng ta cực kỳ phải cố gắng vì điều trị bệnh tim mạch nó là cái điều trị của một quá trình rất là dài và cần thiết là phải quyết tâm. Vâng, hy vọng những thông tin mà các bác sĩ trong chương trình cung cấp sẽ giúp quý vị và các bạn có những kiến thức cần thiết cũng như cách phòng tránh hiệu quả bệnh lý tim mạch. Và mọi thắc mắc xin mời quý vị và các bạn gửi về chương trình Sức khỏe cho mọi người, phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, số 219 đường Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, hoặc quý vị và các bạn có thể gửi vào hòm thư điện tử có địa chỉ sức khỏe cho mọi người 2015@gmail.com. Đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.